Rồi, hello các bạn, mình kênh Chàng Xe của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Robbery Bob van, skinny coat custom nha các bạn. Và này mình sẽ đi phần best of skinny coat. Rồi, ok, bây giờ mới vô mình sẽ đi dòng tiếp theo nha. Đây là phần chapter 2. Rồi, mình đã đặt một cái thilot mai ở ngoài cái cổng nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ủi. Đó, ủi con bolit đầu chọc này đi ra ngoài nha. Rồi, rất là khó nha các bạn. Mình sẽ cố gắng dịch chuyển ủi giống ra ngoài luôn các bạn. Sử dụng là bớt of skin đi cup. Ok luôn nha các bạn, mình đang ủi. Rồi, thế là anh ta đã ra ngoài cho các bạn. Đó, chắc là khó chịu nha. Ok, bây giờ mình sẽ xuống phòng dưới này. Tiếp tục đặt thêm một cái thế lót mai luôn. Biến thành một cụ già. Đây mình để coi, anh ta đang đứng ngang cái dấu chấm đỏ bự kia. Bắt đầu mình sẽ ủi gọi thuốc tiền hình ngang. In mình để sẽ bị bắt tình, mình sẽ ủi vô. Rồi bây giờ ủi lên một cái nữa các bạn. Đó, ủi từ từ cũng lên thôi các bạn. Các bạn phải tèn hình mới ủi được nha. Đó, từ từ lão cũng lên tới cửa thôi. Ok, thế là chúng ta đã dịch chuyển thành công ông bô lít đầu chọc này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong này nha các bạn. Đó, đi vô trong này. Trong phòng này là rất là nhiều người nha. Tổng cộng là 5 nhân vật nha các bạn. Khúc này mình sẽ đặt thế lót mai. Đặt bao hết khúc này luôn các bạn. Đó, đặt hết khúc mấy cái chỗ này luôn. Ok. Rồi. Đó, bao luôn trên này luôn nha. Rồi, khúc trên này là mình thấy tiền hình. Đó, mình sẽ tiền hình, mình sẽ đặt là ngang cái đường này luôn các bạn. Ok, đặt hết luôn ngang cái chỗ này luôn. Rồi, tiếp tục. Đó, chỗ nào trống mình đặt hết nha. Đây nữa mình sẽ sử dụng bớt of skinny coat. Mình sẽ ủi vô từng nhân vật nha các bạn. Đó, bà quanh tới nha các bạn. Làm việc của bà này luôn các bạn. Bà này chắc bà chủ là bà giúp việc gì mình không biết nha. Đó, bà đang đứng đó, bà giảng dạy thuyết pháp gì đó cho mấy nhân vật trong này nghe nha các bạn. Rồi, còn hai ba cái nữa mình sẽ hoàn thành xong cái phần thế lót mai. Bây giờ mình tiếp tục mình sẽ mình đuổi. Ok, đầu tiên sẽ dịch chuyển là ông bolit gầy này trước nha. Rồi tiếp tục phiên bà già, phiên bà cụ già này đẩy mình lên cái lấy chớn mình sẽ ủi mạnh vô. Đó, bà đi xuyên ra ngoài không cậu bé xuyên mi đỏ này luôn. Rồi cụ già đã dính vô các bạn. Rồi cậu bé xuyên mi đỏ này chắc chắn sẽ đi ra ngoài các bạn. Rồi phiên bà cụ già này hơi bị lâu nha, thôi thì hơi bị khó các bạn, mình sẽ vòng bà ủi lên mạnh lên luôn. Đó, tức là chúng ta đã dịch chuyển thành công. Rồi tiếp theo qua bà giáo viên và giúp việc này đây, ủi bà luôn các bạn. Mình sẽ xử lý hết toàn bộ nhân vật trong cái dòng này nha. Rồi chúng ta đợi thôi. Đó, bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong phần dịch chuyển nha. Đó, bây giờ mình sẽ kết thúc phần bằng bình luận tại đây. Xin chữ bạn đã xem những bộ của trang xe của mình nha. Các bạn nhớ comment, like, share, subscribe kênh của mình. Ok, thì kia là những video mới. Huh?
Mm-hmm.